buổi sáng là khoảng thời gian bận rộn đối với tôi. Mọi thứ cần phải được hoàn thành trước khi mọi người thức giấc. Nhưng có một điều tôi không cần bận tâm đến. Hệ thống tạo bọt Active Foam tạo ra bọt xà phòng mịn và đậm đặc, thẩm thấu sâu vào từng sợi vải, giúp loại bỏ mọi vết bẩn dễ dàng hơn. Nhờ đó, tôi có thời gian cho một cuộc sống lành mạnh. Với hệ thống tạo bọt Active Foam và chế độ giặt nhanh Active Speed, tôi biết quần áo của mình luôn được sạch sẽ trong khi vẫn hoàn thành công việc nội trợ mỗi sáng, tất cả chỉ trong vòng 49 phút. Giờ đây, tôi cảm thấy thật thoải mái khi biết rằng mọi thứ ở nhà đều được chăm sóc kỹ càng. Một không gian sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh là điều quan trọng đối với tôi và cả gia đình. Với Blue AZ Plus, tôi có thể chắc chắn vi khuẩn không còn là mối bận tâm kể cả khi giặt lạnh. Nước chảy qua thiết bị tạo ion bạc, mang theo những ion bạc này cho đến khi chu trình giặt kết thúc. Các ion bạc và ánh sáng UV kết hợp với nhau loại bỏ 99,9% vi khuẩn kể cả trong nước lạnh. Đó là cách tôi chăm sóc và bảo vệ gia đình của mình. Loại bỏ các vết bẩn cứng đầu thật khó khăn. Tính năng Stain Master Plus khiến việc giặt giũ trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách giảm thiểu việc ngâm quần áo và vò tay. Thậm chí chồng tôi có thể giặt quần áo bẩn một cách dễ dàng chỉ với thao tác xoay nút chọn chế độ đơn giản. Những cài đặt đơn giản này có thể loại bỏ những vết bẩn trong nước ấm. Những vết bẩn ở cổ áo và cổ tay. Bùn đất và dầu mỡ cũng không còn là mối bận tâm. Nhờ có những cài đặt này, tính năng Stain Master Plus khiến việc giặt giũ trở nên dễ dàng hơn. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình của mình mà không vướng bận điều gì. Với cảm biến Econavi, tôi cảm thấy thoải mái và biết rằng mình đang tiết kiệm điện trong cả chu trình giặt giũ. Mắt độc cảm biến sẽ phát hiện nhiệt độ nước, lượng đồ giặt và chất liệu đồ giặt, giúp tiết kiệm điện, nước và thời gian giặt giũ. Tôi có thể yên tâm rằng mọi khoản chi tiêu đều là xứng đáng. Thiết kế đơn giản và kiểu dáng đẹp giúp chiếc máy giặt được thiết kế hòa hợp với nội thất bên trong gia đình của bạn. Chiếc máy giặt cũng được trang bị bảng điều khiển dễ dàng sử dụng. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi mọi cảm xúc của mình đều được nâng niu. Một chiếc máy giặt thấu hiểu mọi cảm xúc.